Xin biết hôm nay, Nhật Ba khoe ảnh mới. Nam phụ Kình Song Thành hạ gục nam chính, Lệ Dĩnh bỏ nghề. Lý Dịch Phong cho thấy sự yếu kém so với nửa đàn em trên mọi mặt trận. Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại với hình tượng thanh lịch xinh đẹp, còn Nhật Ba nghe chừng lại sắp vào đoàn phim mới rồi. Muốn biết ngày hôm nay làng phim ảnh Hoa Ngữ có những tin tức gì mới thì phải theo dõi hết bài viết sau đây của chúng tôi nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Sau khi phát sóng tập mới nhất, Khởi Đầu tiếp tục dâng cao thành tích, đạt 85,91 triệu lượt xem. Hiện giờ bộ phim của Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch vẫn giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến của VNinket. Ba tuần sau, Khởi Đầu sẽ chính thức khép lại hành trình tìm kiếm sự thật. Song chúng tôi tin rằng sự xuất hiện ngắn ngủi của hai gương mặt trẻ đã đủ để khiến các diễn viên thế hệ đàn anh, đàn chị phải dè chừng. Không xa đâu, ngay trong thời gian này thì có Lý Dịch Phong. Đường Đường là một mẫu nổi bật của tứ đại đỉnh lưu đời đầu, nhưng Kính Song Thành của anh phát sóng mà không sủi tăm, nay chỉ còn 76,66 triệu lượt xem. Quan trọng hơn cả là sau bao nhiêu năm, dường như Lý Dịch Phong chẳng hề cải thiện chút nào về diễn xuất. Thêm việc không quản lý vóc dáng tốt, nên anh cũng chẳng hề dựa vào ngoại hình để kéo lại sức hút. Tình hình phim mới của Trung Hà Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Ngày thứ hai phát sóng, Đời Này Có Em tiếp tục thu về mức rating khả quan trong khung giờ vàng của nhà đài CCTV8. Không những vậy, ở bảng xếp hạng nhiệt độ VNinket, bộ phim cũng đã leo tới vị trí top 2. Có một bình luận của khán giả mà chúng tôi rất ấn tượng. Muốn biết Đời Này Có Em có phải đang ngược chúng ta không? Chỉ cần nhìn vào ánh mắt u sầu của Lý Tiểu Nhiễm. Còn Nhiếp Vũ Thịnh cũng đang làm cho người ta cảm nhận được sự dày vò, dai dứt trong lòng. Không cần quá nhiều lời thoại, một biểu cảm cũng có thể khiến bạn đắm chìm trong đó. Triệu Lệ Dĩnh bảo nghề hậu ai là hung thủ. Sau khi khuấy đảo màn ảnh nhỏ cuối năm 2021 với một vài phản diện trong Ai Là Hung Thủ, Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại với hình ảnh thường thấy. Mới đây nhất xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo, ba mẹ một con khiến dân tình suýt xoa trước vẻ đẹp dịu dàng, da dáng quý cô thanh lịch. Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan tung poster, Nhiệt Ba khoe hình mới. Sau nhiều lần úp mở từ đoàn phim, Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan cũng chịu giới thiệu tạo hình của nam nữ chính. Vì Viên Băng Nghiên, Trung Hà Lương chưa có poster đôi, nên chúng tôi cũng chưa dám đánh giá nhiều về cặp chú cháu này. Cuối cùng chúng tôi sẽ kết thúc bài điểm phim Hoa Ngữ hôm nay bằng những hình ảnh mới nhất của Nhiệt Ba. Đang trong thời gian nghỉ ngơi sau cả năm làm việc hăng say, nên tâm trạng của cô nàng khá thoải mái. Thường xuyên tặng fan những tấm hình độc đáo. Nhìn kiểu chụp với nắng của cô, cộng đồng mạng lại nhớ đến chiếc dưa mới mọc hồi sáng. Cô mà đã ngắm mỹ nữ Tân Cương đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt. Phải chăng Nhiệt Ba đang ngầm xác định sẽ góp mặt trong bộ phim kia? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!